Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 5 giờ 30 sáng của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin sáng sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Vụ tấn công trụ sở công an xã ở Đắk Lắk bảo đảm an toàn cho người dân. Vì sao Viện Kiểm sát Nhân dân quận 6 từ chối bồi thường cho người bị oan từ 38 năm trước? Mái ấm Trăng Khuyết trong vụ đánh đập cụ bà 85 tuổi là cơ sở không phép. Xe khách chở hơn 30 người lao xuống vực ở Phú Thọ. Cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ không bao giờ bị bắt giữ. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6, các lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 16 đối tượng có liên quan đến vụ việc xảy ra tại huyện Cư Cu Yên sáng sớm cùng ngày. Lực lượng chức năng đã giải thoát 2 công dân bị bắt làm con tin, công dân thứ 3 tự giải thoát. Như vậy đến nay không còn ai bị bắt làm con tin. Các đơn vị chức năng đang tiếp tục quyết liệt truy bắt số đối tượng còn lại. Trước đó, theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, sáng sớm ngày 11 tháng 6, tại địa bàn huyện Cư Cu Yên đã xảy ra vụ việc một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở công an xã Ê Tiêu và Ê Cơ Tư, làm chết, bị thương một số công an xã, cán bộ xã, người dân. Vừa qua, Tòa án Nhân dân quận 6 thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi hòa giải và công khai chứng cứ trong vụ tranh chấp bồi thường oan sai giữa nguyên đơn ông Trịnh Dân Cường và bị đơn là Viện Kiểm sát Nhân dân quận 6. Tại buổi làm việc, ông Trịnh Dân Cường yêu cầu tòa buộc Viện Kiểm sát Nhân dân quận 6 ra quyết định đình chỉ bị can, xin lỗi công khai, phục hồi danh dự, bồi thường tổn thất tinh thần, vật chất do bị mất sức lao động, thu nhập, tổng cộng hơn 6 tỷ đồng. Theo Viện Kiểm sát, ông Cường bị bắt giam, giữ trái pháp luật xảy ra trước ngày 1 tháng 7 1996 và được xác định là oan sai bởi bản án phúc thẩm ngày 21 tháng 2 năm 1990 của Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên đến nay ông Cường mới nộp đơn yêu cầu được bồi thường thiệt hại và yêu cầu này đã hết thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 6 không giải quyết yêu cầu của ông Cường, các bên chưa tìm được tiếng nói chung nên buổi hòa giải không thành. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quỹ Từ Thiện và Bảo trợ Xã hội Trăng Khuyết, gọi tắt là Quỹ Trăng Khuyết, vừa tổ chức họp báo để giải trình và chính thức xin lỗi về vụ cụ bà bị hành hạ tại mái ấm quán trọ Trăng Khuyết ở đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12 thuộc công ty này, khiến dư luận phẫn nộ. Ông Đỗ Lương Đại Nam, nhà sáng lập và là quyền giám đốc điều hành Quỹ Trăng Khuyết, chủ trì họp báo chia sẻ: "Sự việc xảy ra khiến chúng tôi rất buồn." Ông Nam còn thừa nhận mái ấm quán trọ Trăng Khuyết nơi xảy ra vụ bạo hành đến nay chưa có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước về bảo trợ, hỗ trợ xã hội. Tuy nhiên, ông cũng nói đã gửi hồ sơ các cơ quan chức năng trực tiếp đến kiểm tra, có hướng dẫn và Quỹ Trăng Khuyết chủ quan vẫn duy trì hoạt động. Ông Nam thông tin hiện tại đã tạm dừng hoạt động đối với 3 mái ấm, chỉ còn 2 mái ấm đang cưu mang tổng cộng 47 cụ già và 2 chi nhánh văn phòng vẫn đang hoạt động. Hôm qua ngày 11 tháng 6, một chiếc xe du lịch chở hơn 30 người, chủ yếu là người nước ngoài, đang lưu thông trên tuyến đường tỉnh 316E, theo hướng huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, đi huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Khi xe đến đoạn dốc gió, thuộc địa phận khu Mũi Bồng, xã Xuân Đài, đã bất ngờ hút đổ hồ lan, lao xuống phía ta luy âm, đâm mạnh xuống tuyến đường đất dưới chân đồi và lật nghiêng. Sau đó, các hành khách trên xe đã đập cửa để thoát ra ngoài. Nhiều người dân địa phương và người đi đường cũng đã nhanh chóng hỗ trợ, ứng cứu. Hậu quả có 2 người bị gãy chân đã được đưa đi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ. Những thông tin nổi bật sẽ được chúng tôi cập nhật ở phần tiếp theo của chương trình. Khoảng 10 giờ 30 hôm qua 11 tháng 6, tại km 135+500 quốc lộ 4D thuộc địa phận thôn Giàng Thàng, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, xe bồn do anh TQS tên viết tắt trú tại thành phố Lào Cai điều khiển, di chuyển theo hướng Lào Cai Sapa đã va chạm với xe máy do LVC tên viết tắt trú tại thành phố Lào Cai điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại. Phía sau chở theo chị HTB tên viết tắt và cháu LTD tên viết tắt. Chiếc xe tải sau đó tiếp tục đâm va vào một ô tô, một xe máy đang đổ bên lề đường. Vụ việc khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, 4 phương tiện hư hỏng. Hôm qua ngày 11 tháng 6, đại diện Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về vụ phát hiện thi thể người đàn ông cháy đen
tại bãi đất trống ở huyện Hóc Môn là bịa đặt. Đến thời điểm hiện tại, người đăng thông tin, hình ảnh đã gỡ bỏ nội dung trên. Trước đó, một tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin phát hiện thi thể người đàn ông cháy đen tại bãi đất trống sau công ty may Khang Huy trên đường Tân Xuân 2. Đi kèm với nội dung là các hình ảnh của công an đang khám nghiệm, phong tỏa khu vực. Thông tin này khi xuất hiện trên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Phước đã triệt phá một tụ điểm sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long. Được biết, khoảng 20 giờ ngày 8 tháng 6, Công an đột kích kiểm tra ngôi nhà tại tổ 8, khu phố Sa Cam 2, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, Bình Phước, do Hoàng Minh Vương, sinh năm 1986, ngụ phường Hưng Chiến, thuê ở và phát hiện có 3 đối tượng khác đang sử dụng trái phép chất ma túy. Nhóm này khai nhận số ma túy sử dụng là do Vương cung cấp để cả nhóm cùng sử dụng. Công an phát hiện 5 bịch tinh thể màu trắng. Ngoài khẩu súng còn 2 viên đạn bên trong, cảnh sát còn thu được bên ngoài 19 viên đạn loại nhỏ, 4 viên đạn loại lớn. 60 cán bộ, chiến sĩ cục Công an huyện Cao Lãnh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp bắt quả tang tụ điểm đánh bạc trái phép bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền xảy ra tại khu vườn xoài thuộc xã Mỹ Hiệp. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ 24 đối tượng, tạm giữ số tiền gần 218 triệu đồng, 27 điện thoại di động, 49 xe máy cùng các tang vật khác có liên quan. Theo cơ quan công an, tụ điểm trên có cử người trông coi nhằm báo động khi thấy lực lượng làm nhiệm vụ và bán ăn uống tại chỗ. Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Hải, sinh năm 1991, ở Xuân Tân, Xuân Trường, Nam Định để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào 31 tháng 5, công an nhận được tin báo tại nhà trọ ở ngõ 58 Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội bị mất trộm 4 chiếc xe máy. Đến tối 5 tháng 6, công an phát hiện Hải điều khiển xe máy Honda Vision có đặc điểm giống chiếc xe bị mất trộm. Tại cơ quan công an, Hải khai nhận bản thân không có nghề nghiệp, thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi tìm phòng trọ để trộm cắp tài sản. Sau khi ký hợp đồng, Hải được giao chìa khóa phòng trọ. Rạng sáng ngày 31 tháng 5, nhân lúc mọi người ngủ say, đối tượng đã dắt trộm 4 chiếc xe máy mang đến phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội cất giấu. Đến trưa cùng ngày, đối tượng mang 2 xe đi bán được 18 triệu đồng, 2 chiếc còn lại Hải giữ để sử dụng. Những thông tin quốc tế nổi bật được cập nhật đến 5 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay sẽ được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Tại cuộc họp báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 373 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Theo ông Trudeau, Canada sẽ cung cấp hàng trăm tên lửa không đối không và hàng nghìn quả đạn pháo cho Ukraine. Trong khi đó, tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Ibrahim Raisi, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi Tehran ngừng hỗ trợ Moscow trong cuộc xung đột ở Ukraine. Moscow và Tehran cũng đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc rằng Iran đang cung cấp UAV cho Nga để sử dụng ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã gọi những cáo buộc như vậy là vô nghĩa và nhấn mạnh quân đội Nga sử dụng UAV sản xuất trong nước. Sự cố vỡ đập mà Nga và Ukraine đang đổ lỗi cho nhau đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng dọc theo sông Dnieper. Các nhà chức trách thuộc khu vực Kherson do Nga kiểm soát đã đưa ra ước tính ban đầu về thiệt hại phát sinh lên đến 11,5 tỷ rúp, tương đương khoảng 138 triệu USD. Theo người đứng đầu chính quyền Kherson do Nga kiểm soát, các nhà khảo sát đặc biệt đang kiểm tra các hộ gia đình để ước tính thiệt hại trong từng trường hợp riêng lẻ và sẽ được chính quyền địa phương bồi thường. Các dịch vụ khẩn cấp của Nga đang tích cực làm việc trong khu vực để giải cứu những người sống sót còn lại và khử trùng những khu vực nước lũ đã rút. Xuất hiện trên sân khấu đại hội cấp bang của đảng Cộng hòa GOP của Columbus, bang Georgia, chiều ngày 10 tháng 6 giờ địa phương, cựu Tổng thống Donald Trump gây gắt lên án Bộ Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBI và chính quyền của đương kim Tổng thống Joe Biden vì vũ khí hóa các cơ quan thực thi pháp luật trong vụ truy tố ông. Ông Trump nhấn mạnh ông đã mạo hiểm mọi thứ và sẽ không bao giờ bị bắt giữ. Ông Trump cũng trích dẫn việc cựu phó tổng thống Mike Pence, người từng là đồng minh thân cận nhưng hiện là đối thủ của ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, bị phát hiện cất giữ tài liệu mật ở tư dinh tại bang Indiana nhưng không hề hấn gì. Cả ông Biden và ông Pence đều trao trả các tài liệu mật cho nhà chức trách Mỹ ngay sau khi chúng được tìm thấy tại nhà họ và cho phép các công tố viên liên bang lục soát tư dinh.
Thông báo của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan hôm qua 11 tháng 6 cho biết, cơ quan này đã phát hiện 24 máy bay chiến đấu Trung Quốc, trong đó 10 chiếc đã bay qua đường trung tuyến Gia Định ở eo biển Đài Loan. Đường trung tuyến Gia Định là đường phân cách không chính thức giữa hai bên trên eo biển Đài Loan do Đài Bắc đơn phương lập ra. Trung Quốc không công nhận đường này, kiên định lập trường Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và thường xuyên đưa máy bay, tàu biển vượt qua đây trong thời gian gần đây. Trong thực tế trước đây, các máy bay và tàu chiến của Trung Quốc thường kiềm chế vượt qua. Đài Loan cho biết đã điều máy bay chiến đấu của mình ra khu vực trên, đồng thời ra lệnh các tàu và hệ thống tên lửa mặt đất cảnh giác. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 5 giờ 30 sáng. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!